Vâng, trận thi đấu đầu tiên trong C đấu thứ 3. Màn hình máy của em thủ BiBi là màn hình của Persian và gỗ đầu cực kỳ gần, hiêu đầu cũng rất gần. Còn No1 Gunny đây, đánh cho cân kèo. Min oan, như vậy một pơ và một min. Tương đối ổn. Màn hình máy BiBi xem quả đầu như thế nào, 7 cây. Như vậy là ổn rồi. Hiêu đầu gần, gỗ đầu gần, bãi vàng đẹp. Xong phim. Homeless.
Donna E. Yuri. Yuri. Alamos. Donna E. Holmes. Alamos. Holmes. Zoganta. Zoganta. E. Bertani. Alamos. Holmes. E. Bertani. Yuri. E. Bertani. Holmes. Holmes. Vâng, chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3. Màn hình máy của đối thủ đấu 1 bây giờ thì vâng, và lớp trong tình huống đầu tiên tương đối hùng hãn và khởi nghĩa nông dân các kiểu. Nói chung của bài Kata và Grex thì rất khó có cửa, đặc biệt là một bài Persian về cơ bản gọi là một bài đủ đồ, lên sớm và cầm chân rất tốt cả hai nhà.
sau đó thì vâng, chơi một bài châu phủ bơm đồ No1. Về cơ bản thì thế trận nó cũng đến vậy thôi. Khi mà vâng, No1 cũng bắt đầu thủ phủ và có những con cùng ai áo thì thế trận bây giờ dường như đã bắt đầu được định đoạt. Những cố gắng đến từ game thủ của Vanelove và game thủ Gunny vẫn đang được hai game thủ này vẫn triển khai thêm. Đằng nào cũng là trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3, một trận đấu mới cho nên các game thủ cũng muốn vâng dẻo tay dẻo chân cho trận thi đấu sau. No1 bây giờ nó có khá nhiều những nhà BA, ruộng nương cũng đã khá ổn. Bây giờ được vài công P đến từ game thủ Vanelove thì cũng khó, trừ khi bây giờ khoảng 2 kích P. Vâng, 2 kích phù lao lên thì có vẻ như là thay đổi thế trận. Nhưng mọi thứ bây giờ đã dường như đã an bài. Thực sự là rất khó khăn, tỷ số về C thì vẫn đang là một đều thôi. Chưa phải là thảm họa đến thời điểm này. Về cơ bản thì từ C2 cho đến trận thi đấu đầu tiên C3, quân bài đang có phần vẫn chống lại. Ô nhưng không, một tên mà bất thình lình giật mình, cái thủ Gunny lao vào mỏng nửa kích lạc đà. Không, mọi thứ cũng đã vâng, bắt đầu ổn lại với thủ No1 khi mà những con cung A bắt đầu nở ra và những con thủ ở phía trong hoạt động một cách hiệu quả. Habadakis.